O, đó. Tam giác ABC, ABC nội tiếp hình hình tròn đó. A, B, C. Được chưa ạ? Rồi, AB nhỏ hơn AC và vẽ ba đường cao AE, BF. AE nè. BF nè. Và CK. Mọi người ơi, ai đang có bạn bè đang yếu hình thì các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè mình vào đây cùng xem chung nha. Ai mai thi thì tập trung giúp Lợi rèn câu A, câu B thôi nha mọi người. Đừng có cố gắng suy nghĩ câu C, câu D chi nó phức tạp nha. Rồi, vẽ đường kính AD. Đây, vẽ đường kính AD. Các bạn cố gắng tập trung giúp Lợi giải quyết những cái câu cơ bản thôi nha mọi người. Tại vì mai thi rồi nên các bạn không nhất thiết phải 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 cố gắng làm câu C nhiều đâu, dạy cách vẽ hình đi ạ. Vẽ hình mà có cách gì bạn thì các bạn đọc đề cẩn thận vào thôi. Rồi câu A nè, chứng minh A K H H đây nè, A K H F nội tiếp đường tròn. Rồi mọi người tập trung nha mọi người, lại cố gắng nói chậm nhất có thể. Mọi người ơi, mọi người mai bạn nào thi rồi thì cố gắng đang các bạn nhớ giúp Lợi nè. Mọi người ơi, mọi người ưu tiên cho những bạn mai thi nha mọi người. Mọi người nhớ ưu tiên cho những bạn mai thi trả lời giúp Lợi. Ai mai thi mà còn yếu cái phần gì, comment giúp Lợi qua cái thông tin Lợi ghim đi. Trước khi gỡ đề thì bạn cố gắng comment giúp Lợi là Lợi ơi, mai em thi thì cố gắng Lợi chỉ giúp em sớm nha. Mọi người ơi, hiện tại bạn bè nào đang thi, ngày mai thi môn toán, cố gắng kết bạn giúp Lợi và gỡ những câu gì mà các bạn không biết, Lợi sẽ cố gắng chỉ chậm nhất để cho các bạn thi nha. Được chưa mọi người? Em thi rút gọn đi Lợi. Ok, bây giờ mình chốt lại lần nữa nè. Mọi người ơi, mai bạn nào thi thì cố gắng chia sẻ giúp Lợi đến bạn bè mình. Mai thi chia sẻ cho bạn bè mình, chia sẻ bạn bè ai mai thi thì cố gắng lấy cái này chia sẻ cho bạn bè mình để bạn bè mình vào đây cùng xem chung, được chưa? Sau đó các bạn đừng lo vấn đề gì nha mọi người, Lợi sẽ cố gắng giảng chậm nhất có thể là một nè, và sau buổi live này Lợi sẽ tổng hợp hết tất cả các dạng ví dụ rút gọn thì các bạn cần chú ý gì. Rồi VS thì các bạn cần chú ý gì? Hình học thì các bạn cần chú ý gì? Được chưa mọi người? Lại chốt lại lần nữa nè. Mọi người ơi, mai ai thi thì cố gắng chia sẻ cho bạn bè mình vào đây cùng ôn chung. Ai chưa biết cái phần gì gỡ đây giúp Lợi, Lợi sẽ ưu tiên những bạn nào đang thi nha, mai thi nha, là ưu tiên cho những bạn đó. Mọi người ơi, mọi người cố gắng chia sẻ giúp Lợi đi mọi người. Chia sẻ để mai bạn, mọi người ai mai thi chia sẻ giúp Lợi để cho bạn bè mình vào đây xem chung. Nếu hay thì chia sẻ giúp Lợi, còn nếu dở thì các bạn cố gắng, các bạn hãy kiếm một người nào đó phù hợp với mình nha mọi người. Rồi bắt đầu tập trung nè, tập trung giúp Lợi nha. Lợi giảng hết bài hình này xong đó Lợi sẽ tập trung những bạn nào mai thi là Lợi sẽ giải quyết nha. Rồi tập trung giúp Lợi nè. Rồi câu A kêu chứng minh A K H F nội tiếp đường đường tròn. A K H F nội tiếp đường tròn, quá đơn giản đúng mọi người, quá đơn giản, nhưng vẫn có nhiều bạn vẫn bị sai. Thì bạn nào thấy rằng góc này là góc gì à? Vuông nè. Góc này là góc gì à? Vuông nè. Thì hai góc này có hiện tượng gì à? Đối nhau nha mọi người. Hai góc này có hiện tượng đối nhau nên cộng lại bằng 100, 108. Được chưa? Rồi tới thời điểm này các bạn phải trưng bày nè, xét tứ tứ giác A K H F ta có. Cẩn thận trưng bày nha mọi người. A K H bằng 90 độ, được chưa ạ? Giả thuyết A F H bằng
90 độ giả thuyết. Từ đây suy ra hai góc này có hiện tượng đối nhau nên cộng lại bằng 180 nha mọi người. Đừng bị sai cái chỗ này nha. Tuyệt đối không được sai. Suy ra tứ giác AKHF AKHF nội tiếp đường đường tròn. Lý do à? Lý do đó là tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng hai đỉnh đối diện, xin lỗi, tứ giác có hai đỉnh đối diện bù nhau. Được chưa mọi người? Đó là cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn. Ok chưa mọi người ơi? Mọi